Xin chào toàn thể anh em đam mê chơi săn bẫy trên mọi miền tổ quốc các bác nhé. Bên em tiếp tục hôm nay tiếp tục lên và giới thiệu cho các bác một số cái dòng loa bẫy chim được anh em tin tưởng và sử dụng khá là nhiều các bạn đấy. Đây đều là những cái dòng loa đang rất chi là hot và nổi trên thị trường các bác nhé, có thể nói là nổi như cột luôn các bác đấy. Giá cả thì em đảm bảo các bác, cam kết các bác giá cả là hợp lý nhé. Hàng thì hàng chuẩn chỉ, hàng loại một, hàng công ty chính hãng các bác nhé. Đấy. Trong video này em sẽ giới thiệu chi tiết từng mẫu loa và báo giá công khai cho anh em và báo giá công khai cho anh em để anh em cân đối khả năng tài chính lựa chọn cho mình một cái mẫu loa phù hợp nhất các bác nhá. Đấy. Không phải để anh em chờ đợi lâu, đầu tiên em sẽ giới thiệu đến cho anh em và các bác một cái mẫu loa huyền thoại các bác nhá. Đây. Các bác có nhận ra đây là mẫu loa gì không ạ? Em xin bật mí cho bác nhá. Đây là dòng loa VKS898 này, đời mới nhất 2023 các bác nhá. Đấy. Đời mới nhất 2023. Cái vỏ này thì nó có thay đổi một chút, trước thì nó màu xanh thì giờ nó màu nâu, màu trắng các bác nhá. Đấy. Nói chung là vỏ thì nó cũng chả ảnh hưởng gì đến chất lượng các bác nhá. Đấy, vì mỗi một năm nó sẽ làm một mẫu mã khác nhau. Quan trọng nhất là cái loa nhá. Cái loa đời 2023 thì nó đã nâng cấp rất chi là nhiều các bác. Nâng cấp thứ nhất ở đây là độ bền của pin, thứ hai chất lượng âm thanh. Nó đã cải thiện những cái độ bền nó của pin là tốt hơn các bác nhá. Đấy. Pin dung lượng tích trữ được cao hơn cái nhất. Cái thứ hai là chất lượng âm thanh của loa này nhé, nó cũng nghe ấm hơn, trong hơn các bạn đấy. Mà giá thì cũng bây giờ hiện tại em đang bán khuyến mại cho bác giá dùng thử nhé. Con này VKS898 đời mới có bằng Bluetooth các bác nhé. Đấy, có bằng Bluetooth, một chức năng rất đáng đồng tiền bát gạo này. Chất lượng âm thanh thì đã cải thiện rất chi là nhiều nhé. Cái thứ hai là phiên bản quốc tế đều là tiếng Anh hết các bác nhá. Đấy, con này báo giá công khai cho anh em đảm bảo các bác nghe xong mức giá các bác giá rẻ giật mình luôn các bác. Đấy. Con này hiện tại bên em đang bán khuyến mại nhá. Giá chỉ có 399.000 một con loa VKS898 nhá. Bác nào cần loa này nhanh tay gọi điện đến ba đầu số trên của shop để được nhân viên bán hàng tư vấn cho bác nhá. 399.000 quá rẻ đúng không? Đã có cước vận chuyển đến tận nhà cho các bác 63 tỉnh thành trên mọi miền tổ quốc nha. Đến nơi anh em kiểm tra hàng, test hàng trước khi nhận, bên em sẽ bảo hành cho các bác con loa này 1 tháng lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất nhá. Đấy. Khi các bác đến nơi mình được quyền kiểm tra. Bác nào mà chưa có thẻ nhớ, mình có thể mua thêm cái thẻ nhớ như này 4GB các bác nhá. Đấy. Em sẽ tải sẵn tiếng chim cho bác rồi, giá chỉ có vài chục nghìn thôi nhá. Đây, còn nếu bác nào chưa có thẻ nhớ thì mình có thể mua thêm, bác nào có rồi mình mua mỗi loa nhá. Đây các bác mở nguồn lên này, mở nguồn lên nó sẽ ở chế độ play bauxit. Đấy các bác nhìn này nhá, các bác gạt công tắc xuống nhá. Các bác ấn play này. Đấy, loa chạy, các bác thấy hay chưa? Đấy. Đấy. Đấy, các bác thấy âm thanh quá chuẩn chỉ đúng không? Quá chuẩn. Con này nhá, giá công khai cho anh em nhá, VKS898 đời 2020 nhá. 2023 em nói nhầm, xin lỗi các bác nhá. Con này giá là 400.000, 399.000 đã có cước nhá. Tiếp theo xin phép các bác lên cho các bác dòng loa thứ hai. Dòng loa thứ hai là AT100 các bác nhá. À đây, AT100 đây. Lên cho bác cái con xịn xòa trước nhá. AT100 đây. Cái này có Bluetooth đây các bác nhá. Bác nào muốn dùng Bluetooth thì em sẽ hướng dẫn các bác cách dùng Bluetooth ở trong những cái video sau. Con này thì là sẽ có tất cả các thông số đều là tiếng Anh vì nó là phiên bản quốc tế. Các bác biết phiên bản quốc tế thì là nó sẽ có tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật nó cao hơn nhá các bác nhá. Đấy. Thì phiên bản quốc tế là nó xuất đi tất cả các nước châu Âu, Mỹ, Canada, Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản các bác nhá. Đấy. Cái này thì phiên bản tiếng Anh này, con này dung lượng pin lên đến 4000mAh các bác nhá. Đấy. Chất lượng âm thanh con này cực kỳ là ấm và êm các bác nhá. Đấy. Em khẳng định các bác, ví dụ các bác nghe nhạc nhá, các bác nghe cái con loa này xong các bác phê luôn nhá, các bác không muốn nghe tinh cái loa khác đâu. Đấy. Đấy là ở góc độ các bác nghe nhạc thôi. Ví dụ các bác nào đi bẫy chim nhá, đảm bảo các bác đánh đâu được đấy, đi đâu là đánh hết chim đấy các bác nhá. Đấy. Bao cho các bác ăn chim nhá. Đấy. File chất lượng, file tiếng thì bao cho các bác là file tiếng thì bao cho các bác cũng ăn chim luôn nhá. Bây giờ một cái loa tốt thì nó lại đòi hỏi một cái thẻ nhớ có file tiếng hay thì nó mới phát huy được tác dụng của cái loa các bác nhá. Đấy. Mà loa này thì hiện tại bây giờ bên em đang bán rất chi là rẻ các bác nhá. Giá chỉ có 730.000 các bác nhá. À, con này là 830.000 AT100 nhá. 830.000 đã có cước vận chuyển nha, chưa bao gồm thẻ nhớ. Bác nào mua thẻ nhớ tính riêng, thẻ nhớ 4GB giá vài chục nghìn, rất chi là rẻ các bác nhá. Rẻ như cho như bán rau ở chợ đấy. Tiếp theo lên cho bác con loa thứ hai AT101 này, con này cũng rất chi là xịn sò nhá. Đấy, con này phiên bản tiếng Anh nhá. Nhỏ các bạn, pin bền, chất lượng âm thanh hay. Nói chung là con này chả có cái gì phải chê các bạn.
quan trọng bây giờ là các bác cứ chuẩn bị thóc và gọi điện đến ba đầu số kia để đặt gạch, mình sẽ được trải nghiệm những cái dòng loa mới nhất, xịn sò nhất 2023 các bác nhé. Đấy, tất cả ba mẫu loa này đều là phiên bản mới nhất 2023, mới cập bến, hàng rất chi là hot các bác nhé. Đấy, độ hot của những cái dòng loa này thì chưa bao giờ là nó hết hot đâu các bác nhé, lúc nào cũng bắt chen luôn, em khẳng định các bác nhé. Hai cái mẫu loa trên này luôn luôn là những cái mẫu loa trước đây thì là nó là một niềm ao ước của cả một thế hệ các bác đi đánh chim đấy, vì giá nó cực kỳ cao. Trước đây nó giá triệu hơn triệu kém, giờ chỉ còn vài trăm nghìn đó, giá rẻ như bán rau ở chợ rồi. Thì các bác nào mình tùy theo khả năng kinh tế mình dư giả một chút mình lấy dòng loa cao cấp, còn bác nào mới chơi chơi ít thì các bác có thể lấy dòng loa rẻ tiền này nhé. Em xin báo giá lại cho các bác nhé, loa 898 là 400 này, AT1 còn là AT100 nhé, AT100 thì giá sẽ là 830, AT101 thì giá sẽ là 750.000 các bác nhé. Đấy, thì các bác thích cái dòng loa nào gọi điện đến ba đầu số của shop để chốt các bác nhé. Đấy, còn bây giờ em xin kết thúc video tại đây, xin chào, hẹn gặp lại anh em trong video sau.